Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Vườn Hải Đăng. Hôm nay trong cái chuyên mục giới thiệu những dòng cây hoa nho đẹp thì mình sẽ quay cận cảnh cái cây hoa lan tỏi bên mình nhé. Đang mùa hoa các bạn ạ. Đấy, hoa mang một màu tím rất là đẹp. Chùm hoa rất là dài. Thì theo cái quan niệm từ xa xưa thì màu tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và thủy chung. Thì chắc hẳn cái cây hoa lan tỏi thì không chỉ khiến bạn mê mệt bởi sự chiếm lĩnh của màu sắc tím và đặc trưng. Những chùm hoa lan tỏi nổi bật thì không kém phần rực rỡ. Nếu các bạn nào muốn ngôi nhà của mình tràn ngập cái màu tình yêu lãng mạn thì có thể trồng cái cây hoa lan tỏi này. Ngoài cái màu sắc rất là đẹp thì hoa lan tỏi còn có cái tác dụng như là xua đuổi rắn và làm các vị thuốc bổ như an thần, trị đau lưng, thận. Đấy, cây hoa lan tỏi thì khá là dễ trồng vì là cây che phủ nên là ưa nắng. Các bạn có thể trồng quanh hàng rào này. Đấy. Che phủ ban công. Đấy, bên mình thì có cái cây đang ra hoa như này rồi. Ngoài cái cây trưởng thành thì bên mình còn cung cấp cái cây giống hoa lan tỏi nhé. Đây là chỗ mình ươm cây giống này. Cây giống thì đang trồng trong bầu ươm, rất là tươi tốt rồi. Cây có chiều cao tầm độ 10 đến 15 cm. Khi các bạn mua về thì các bạn có thể trồng vào chậu này. Nghĩa là mỗi một chậu các bạn chỉ cần trồng từ 2 đến 3 cây thôi. Đấy. Cây phát triển rất là nhanh. Chắc chỉ tầm độ khoảng 3 đến 4 tháng này bạn có thể ngắm hoa được rồi. Để đặt mua cây giống hoặc là cây trưởng thành thì các bạn có thể liên hệ với vườn qua số điện thoại 0966 446 329 hoặc có thể qua trực tiếp vườn tại địa chỉ ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Cũng có một cách đơn giản nữa là các bạn có thể truy cập lên các sàn thương mại điện tử Sen Đỏ, Lazada, Shopee của vườn Hải Đăng để đặt mua. Trên đó cũng được hỗ trợ cước rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.